Nhà hay không? Không nghe nào. Không. Tinh cô mèo ấy. Tôi than đi lắm rồi. Va vẩn va. Tinh cô mèo. Ôi giời ơi. Từ từ nhá, thế này có dung nham ấy, đừng có đào thẳng xuống là chết. Sắp mặt là ai chơi đào thẳng xuống, tôi game thủ Minecraft kỳ kỳ ông không cần phải nói. Lấp nước, lấp nước, lấp nước, lấp nước. Từ từ nhá, chỗ này là chỗ này có dung nham này. Có hắc điện thạch ở chân này, đây hắc điện thạch này, cái này này, cái đá tím này này. Chắc thế đấy. Ông điên à, phải có quốc kim cương. Ông nháo đá rồi lấy quốc sắt đào hắc điện thạch. Nhá phải nhìn mạnh bơi trong bẩn chứ. Ông đi đéo gì đấy. Tôi dội nước cho nó hết dung nham đi. Không biết chơi Minecraft à? Rồi kia để cho sáng tối nhau chứ. Cắm đuốc lên cho nó sáng. Đi từ từ thôi. Ô, Ngọc Lục Bảo ơi, Ngọc Lục Bảo. Chặn mấy cái nước này lại. Mấy lúc thì bảo không chặn, lúc thì bảo chặn. Ôi, có thằng dân làng đứng ngay đây đâu mày? Lừa đảo đấy. Sao nó bán gì? Ôi thằng này bán cái đéo gì đấy ông ơi, slick là cái này cái gì? Ở đâu trước tiên tôi nhìn cái này ông ạ? Đâu? Silic này là cái gì nhỉ? Silic là nó một chất trong hóa học thì ai biết? Silic là silic chứ không phải đéo. Nó là chất hóa học. Là chất hóa học. Nhưng mà lấy để làm đéo gì? Bảo không? Ừ, tôi biết rồi. Dội nước ở nhà cho an toàn, ông ấy còn. Còn xây đường này không phải đạp xây đường chết sắp mà lò đấy. Đấy kim cương kìa. Tôi không phải đạp. Từ từ, nào kim cương ở cái chỗ gần dung nham này phải cẩn thận. Đổ nước ra trước khi đào. Không có rơi phát xuống dung nham. Tôi không phải đạp nhà đâu, ông cứ lo. Ông kia ngọc lúc bảo tôi ở đây. Đấy, đi đào đi. Không để tôi đào vậy. Ông kia đéo rồi. Trong này gọi là đá khổng tước. Không ạ. Rồi. Ui cái gì đấy. Đừng đổ ra đây. Ai chơi thế? Chơi thế chứ đỡ nguy hiểm. Đi đây ông xây như này thì trượt chân một cái. Ủa đấy, ôi đấy, 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 đấy. Trời ơi, kim cương rồi ơi, mất hết rồi rồi ơi. Đồ gà, ông cầm mấy viên kim cương đấy đéo thì đấy, thì thích thể hiện này, thích thể hiện này, đéo hiểu. Mất hết luôn rồi, nó rơi hết xuống dung nham rồi. Đi. Trời ơi. Đéo hiểu luôn. Game thủ Minecraft kỳ cựu vậy. Đéo hiểu luôn. Mất hết cả mấy viên kim cương à. Mình nhường cho mấy đào để ông lấy kinh nghiệm. Đây không phải Minecraft mà kỳ cựu. Thôi đéo đỡ được à. Chán lắm. Cái gì mới được đậu không? Mất. Ông nghĩ là mạng game thủ Minecraft kỳ cựu vậy. Chán lắm. Đéo đỡ được đã bảo rồi. Dội nước ra cho nó an toàn. Thích thể hiện, được, thích xây. Đây không phải Minecraft đéo đâu. Được cũng như nhau thôi, tại ông ra mất mấy viên kim cương, 2-3 viên kim cương rồi, mới cả một viên ngọc lục bảo ấy. Đéo đỡ được. Chán lắm. Ba viên kim cương của tôi, trời ơi. Đây cay đúng quá. Đúng phải đổ nước ngay chứ. Không kịp, ông rơi xuống là coi như chết chắc. Chết nhưng mà dùng một sao là hồi sinh được mà. Hồi sinh được. Thế sao ông không dùng? Nhưng mà tôi chưa có. Thế tôi tưởng đào viên kim cương phải lên cấp chứ. Kim cương cho mày nhiều kinh nghiệm lắm. Ông tìm đường xuống đây không? Không. Thì nào tôi lại sắp chết phát nữa rồi đấy. Chưa chỉ rất nhiều lắm. Chà, giỏi chết bố mày đấy. Đồng đội như cứt. Smile ơi. Mình cần smile. Smile là cái gì? Ủa đi, cũng mèo vali. Là con smile ấy. Để kiếm con nước. Con đó là con slam. Huy Anh ơi là Huy Anh à, bóp đéo thì chịu được. Ông không đổ nước ra, ôm mẹ mày, tao bực mình nữa. Ông phải bảo thì tao mới đổ ra chứ. Ông kìa, à, kêu. Kêu cái gì, ông đang ở đâu? Nhà. Bây giờ anh chơi bộ tổ cần hai không mà anh? Gì cơ? Mà anh? Gì? Chơi bộ tổ cần hai. Ôi mà chơi bộ tổ cần hai thì không ai chơi cùng ông Huy Anh à? Thôi tôi không chả cần, tôi quen với cô đơn rồi. Huy Anh sống mẹ. Huy Anh không chơi hả? Huy Anh tải xong chưa? Năm miếu rồi, năm chưa. Tôi đang làm món nước để chế bảy bôi cho đạo đây.
Vẫn chưa chế xong bể bơi cho về ông nhà nào. Cứu tôi mày. Tôi đang chạy lên đây. Mày kiếm nước. Anh em nhau mà không chơi. Anh em nhau cuộc sống mà. Chẳng chơi cùng với anh đây. Cuộc sống mà. Ôi trời ơi. Sống. Cái này khó trèo vãi á. Mấy cung à? Đây rồi, tôi lên đến nơi rồi này. Lên đến cửa nhà rồi này. Mẹ mát này hết mẹ slam rồi. Ra slam nó lại ra nhiều lắm rồi. Bây giờ hết. Cái map này càng ngày cái hết càng ít quái lại. Đánh nhiều thì đấy ông dần. Giết nhiều quá tuyệt chủng tuyệt diệt ạ, đéo hiểu. Đâu ông ở đâu? Nhà. Trời sắp sáng mẹ đến nơi. Mày nhà ai đẹp thế này? Nhà tôi chứ còn nhà ai nữa. Mạnh bị thủng ạ. Eo gì đáo sắp sáng mày? Đâu? Nhà em à. Đạp nó phá đấy. Nhà đạp. Đạp nó phá nhà tôi phải đấy. Nhà ông làm đấy có. Ừ, mày ơi về nhà nhanh 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 nhanh. Tôi đến thấy. Ủa con bà nhà đó. Ông làm gì có nhà đây. Ông còn không có đá phát sáng màu vàng giống nhà tôi thì lấy đâu đá phát sáng đâu nhà đạt. Ai bảo nhà tôi không có đá phát sáng màu vàng. Mày ơi. Đây về đây về đến nơi rồi, về đến nơi rồi. Làm gì? Cái đấy là tôi đi nhặt cùng ông mà. Đây tôi về nhà rồi này, ra đây đi. Đâu? Nó làm cho đéo đi, để nó vào đây này. Không biết. Mày nhận. Mở cửa mày đây vào đây. Mày nhận. Mẹ game góc nhìn thứ nhất chán thì tắt nhìn không huy anh ạ. Góc nhìn thứ ba lại cùng bị đồ ở góc nhìn thứ nhất mẹ khó chịu quá. Khổ vãi rồi chế lại đồ cho mày thôi. Đây. Vào đây này, tôi vứt cho cái kiếm này. Bao nhiêu nước? 12 nước chế được 3 cái. Ít quá. Quốc này, giáp này. Đấy. 3 món cơ bản đấy. Chế được 15 cái. Hiểu, cho một cái áo ngực ạ. Thôi đem nấu đấu đâu ra nữa mà chế cho thêm nước để làm bể bơi. À cái đá điện này mình có thể làm bằng dây điện đúng không ạ? Nếu hiểu dây điện này làm gì ạ? À đá điện nó giống như redstone trong Minecraft gì? Tôi thấy đông lên thành dây điện. Đồ ăn ông ơi. Đồ ăn ông ơi. Ông ơi, đồ ăn ông ơi. Đói. Đói á này, tôi vứt cho ấy này, tôi vứt cho hiệp cung cấp cho em một căn nhà đây coi. Này, đang sống được đây này. Hả? Hiệp cung cấp cho em một căn nhà coi. Đây đến ba bánh mì đây. Này. Nó toàn cho đồ ăn chay ạ. Quẩy đạo. Nếu có thịt mình không cho đồ ăn chay, nếu hiểu. Giết con chó đi. Tại phòng này anh không dùng đến. Đẹp vậy. Phòng này anh không dùng đến. Nếu nuôi được gà thì làm sao mà có thể. Thu nhuộm trắng này. Không kiếm được, không bắt được gà thì lấy đâu đồ ăn mặn. Đây ở khu vườn bông. Bắt cá đi, ăn cá. Đây bể bơi. Bắt cá lâu lắm mà ăn cá nó không còn không được nhiều bằng ăn bánh mì. Ăn gì? Qua nhà em nè. Chị. Qua nhà em có chiếc tiệc. Đạo ơi sang nhà Đạt ấy. Có khi mình phải trồng thêm một mẻ dưa hấu nữa. Anh Đạo đi phiêu lưu rồi. Ơi trồng thêm đi kiếm đá. Nhưng mà trồng thêm một mẻ dưa hấu nào nữa. Có nhiều slam nhỉ? À, chỉ có map này là có slam thôi. Ô chết rồi. Xây nhà thì cái mía sẽ không mọc lên được. Ê lấy đâu ăn nước đây. Ờ slam trồng vô map có mà. Nước hả? Ờ, quá tờ chỉ có cái cục đó rồi. Ông nào ông ấy xây gỗ ở đây đéo hiểu à? Thôi, anh qua map khác nên kiếm slam. Tạm biệt. Map nào chỉ có được nhỉ? Map vùng nào cũng có không ta? Sao trong này nó hồi lực lâu thế? À, hồi... Hồi lâu mà. Hồi thở lâu thế. Hồi thở lâu lắm. Thế tôi mới bảo là bắt cá nó không phải là lựa chọn đâu. Yên tâm tôi là con cháu dòng họ ít kêu đi không phải lo. Cứt. Bây giờ mình về. Map này có sơ lam không đảo. Kiếm một ít Tôi nếu biết rồi. Có sơ lam không? Sàn bằng lộn.
Tôi không thấy con slam nào. Mẹ toàn quái khủng. Có lờ đi em ơi. Có lờ cùng dẻo CT kìa. Dẻo kìa con này. Thời đại nào cũng dẻo. Chả con đéo đâu. Đạo ơi kêu, đạo ơi. Sắp chết rồi kêu. Thời đại nào rồi còn kêu. Đéo biết cái ấy này ở đâu. Không thấy anh đâu à? Năm nào để hồi máu nha. Dưới lòng đất đang đi đào kim cương. Ông ơi, sống cái hang lúc ấy à? Không. Đây là phải tìm một cái quả này nữa. Hang nào? Bây giờ mình phải đi đâu tìm một cái quả này này. Hang đấy có bắp. Hang đấy nó có sâu đâu. Hang lông này đang đưa cái kim cương. Mình phải đi ru gòn thôi. Tôi đang đào xuống sâu mà. Đập nát giọng mạnh luôn. Điên à. Tôi lấy than này. Vào ru gòn trước đi. Ông bị dở à? Đào này à? Đào này tí có đây là không? Tôi đi đào cái này để. Sao tôi đây cơ mà? Cái nhà đâu? Ông đâu? Nhìn mát đi. Mẹ, đào có hóa này. Quặng sắt này. Ô quặng sắt. Đào đi lấy quặng sắt đi. Quặng sắt đâu rồi? Nhà mạnh nát rồi. Nát kẹt đi. Chết con chó trực này. Yeah. Ôi dồi ôi, 18 máu mẹ ơi, đau quá. Đau quá. Cứu tôi. Tôi kiếm cho Nguy cửa, tôi đem kiếm cửa. Cửa tôi có rồi. Không, kiếm cửa trong quân ra. Ông Huy Anh đâu rồi? Ông đâu đây? Dưới lòng đất nhìn map đi. Nhìn map tôi biết tôi đéo là hướng nào, đéo hiểu. Ở trong này có cửa một. Đây, đây cửa này cho Nguy. Của anh em tổ chức tiệc ha. Đang đợi xong nốt này, đạn này lên. Đi mẹ con chó nhá. Tao làm gì mày, tao làm gì mày. Đã không muốn giết rồi lại còn. Nhà em mở quán ăn mà không ai ăn hết. Ơ ơ. Ôi giật cả mình ạ. Mình cứ tưởng ông nào ông lấp mẹ mất cái này đi ạ. Thì đúng là giết mình ở thế này luôn đấy. Ủa mắt cưa. Đào nhiều quặng sắt đi chứ bây giờ mình xử hết. Ông kia mất rồi. Ông đang đâu? Mạnh ơi, tôi lên. Đây, đây lên rồi, lên rồi. Đây. Đây cũng cái hang gọi là dùng được này ông ơi. Thấy không? Đây. Đây tôi đang đây, đây. Nhớ hiểu làm gì gì? Đi đâu ấy? Tôi đang ở dưới một cái hang lòng đất, cái hang đất này. Đến đi. Hàng của vàng vậy. Tôi về tôi nung sắt đấy. Ông kiếm bao nhiêu rồi? À, kiếm được 16. 16 đúng đéo, nhiều đúng. Đây, ông đâu rồi? Cậu... Đây xuống hang này đây, này. Cất không tí lại chết lại mất. Ông đừng có chết rồi. Hàng thì tôi đào hàng. Đi mới pro nếu mà ông không trừ khi ông gà nếu không là chết. Thôi tôi không là tôi chết. Tôi là người dân pro nó khác lắm. Đó là có thang. Không hiểu không? Mạnh ơi. Đi. Không có đây, gì. Mạnh ơi. Ghét ơi. Cái đồ gòn này coi như xong. Đây mày. Ghét ơi. Ơi. Không có gì. Đi kiếm cái khác thôi. Đồ gòn này đi bao nhiêu lần rồi. À như thế nào luôn á. Nó là sao? Tải từ nãy giờ 220 MB. Đi, mạng của ông kiểu đéo gì. Tải bằng link for xe. Đi về tải for xe thì đến ngày mai. Thế tải bằng gì? Google Drive. For xe phải làm tiền mới tải nhanh được. Có đua không? Không làm cái gì đấy. Hả? Đào xuống cái hang ghẻ ấy làm gì? Đào gần đây này, ra đây, ra đây, lên đây không mà đào Huy Anh ơi. Đây, đi ra đây. Ông đào hết cả cái quốc rồi đấy à? Hả? Mèn có thèm không? Đi. Hả? Đồ ca. Đây. Quốc còn nhiều không?
Còn nhiều. Trời má. Mấy cả tôi còn một đống quặng sắt ở nhà đang nung. Đưa theo tôi. To gì. Để đánh dấu ở đây để chuẩn bị. Đây này, đây này, đây là cái đường xuống này. Đánh dấu là mình đi vào rồi. Đây, nhảy xuống đây. Nữa, có một cái hố nước này không, nhảy gì không? Nhảy xuống. Chỗ này đi đâu không ạ? Cầu thang máy à? Kinh ấy. Đó. Đấy, bè miếng cái hang không? Sâu luôn. Ui mẹ nó loát à. Từ từ thôi, đi từ từ thôi, chết bây giờ. Con mẹ chúng mày trả thù. So we get back in the mind. Chạy thôi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Xong cái gì? Tôi giết ngay tại bãi. Ui dồi ôi, tám máu á. Ui, đau. Xong, biết ngay. Cứu tôi. Đau thế. Ngay mà. Nói cấm có sai, mình thấy chạy rồi. Ừ, mày vẫn đánh. Rồi, xem cái nào. Mày quá còn tám máu á. Men có thang không? Vào rồi. Tưởng chết. Mày quá. Men có thang không? So we get back in the mind. Than đầy đường mà. Cái game mới than đúng là đầy đường. Ồ, ở đây có một cái hang, có cái đường đi xuống hang sâu hơn không ạ? Được. Mình dưới đây kìa. Mình có than không? Không. Không quá rồi. Được. Đây nè. Đừng, đừng, đừng xuống vội đi anh em, mình thảm phá hết bên trên này đó. Thảm phá hết một bên trên này đó, đi xuống dưới sau. Cái hang này trước hình như vào một lần rồi này. Nhưng mà mình chơi hồi đây như là không có cuốc hay là cũng chả đào cái gì mấy. Không của tôi. Được cái gì đây? Cái gì đây? Oh! Đi, hai máu á. Thằng nào đào cái hố ở đây này. Bó phái cứt. Ông Huy ấy. Cái gì? Đéo hiểu à, như cái bẫy ạ. À. Mình rơi phát phòng hố còn đúng hai máu ạ. À. Mình đi thì chả làm sao. Ôi đây cái hang này nó thông ra cái hang kia sao nhở? Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Tôi nhìn quẹt lắm. Hình như đúng rồi đấy. Hiểu ơi, có cái mũ xịn này. Đúng rồi mà. Quá ra hai hang thông ra nhau ạ. À. Rồi ôi. Không ở đâu? Ở tầng dưới ấy. Thì ra là thế ạ. Éo cho em ha. Dạ. Thì ra là hai cái hang có thông ra nhau. Thằng nào nhìn này, quen. Này có cái mũ này. Cho em với. Đây đường lên đây. Cái copper này nó không cầm được. Mẹ cha, bọn này đánh đầu thế. Alo. Năm nghìn thì kia mấy ai 5.000. Huy Anh ơi, ông đâu rồi? Đây. Ông chế một ít đuốc mà cầm theo người đi, ông đâu rồi? Ông đi hướng đéo nào đây? Đây. Đây là đâu? À, cầm à đây, 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 đây. Đi chạy 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 như đạp xong. Ui từ từ mày. Chỗ này là nước đấy mày. Sao không đường lui không? Thằng anh nhá. Ui. Bye. Có em à. Bye bye bye. Mẹ lại sang bác này rồi. Bác này chả. Mày nhòn với tao à? Xiên chất tươi. Bây giờ mình cứ đi vòng vòng chỗ này mình đéo đào cái gì ra hồn không ạ? Anh theo tôi nhiều thang lắm mày. Về, theo tôi. Đâu đâu đâu. Em cần thang dữ lắm. Theo tôi, theo tôi, theo tôi. Còn kia đó. Anh nhiều lắm. Mất máu hay là máu nó rút hay là ăn vốn đồ ăn quá. Ê sao 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 nhảy ra được. Cái game này nó không có cho hệ thống bơi hả? Ừ không bơi được đâu. Chỉ có gì. Xây đất lên. Xây đất lên thôi. Game ngu. Nó bảo game cứt mà. Đéo có đường rồi, đường này đường cụt rồi. Quay lại rồi. Miễn sao hay hơn cái game đó rồi. Đào than này đi Huy Anh ơi, mà chế đuốc. Không có gỗ, có than thì không có gỗ. Đéo hiểu ạ, gỗ mà cũng không có ạ. Thôi đi theo thôi, tôi có đuốc rồi. Nếu phải là hàng ngày lấy gạch đỏ đây. Theo tôi. Đi
Tôi sắp lạc mẹ đến nơi rồi đấy. Thang không? Thang đâu? Từ từ nhá. Ôi rồi ôi. Xong. Vừa anh em ông hồi sinh không? Hay ông chết rồi? À đây ông hồi sinh rồi. Cái gì đánh? Cái thằng lò đằng sau này nè. Đấy đã bảo là đi đứng cẩn thận nhìn vào thế mà kêu là game thủ Minecraft điêu luyện mày. Để Minecraft nữa đâu? Một cái này thì khác gì? Chả khác gì cả, ông đi trong hang ông đi băng kiểu thế bảo sao không chết. Minecraft nổ. Nổ. Kém ư? Nổ kém cái gì nó cũng nhảy thôi. Gà lắm. Khuyên đâu rồi? Đây. Tôi nghĩ là mình đang bị lạc ở dưới này mẹ rồi không ạ? Ông đâu rồi? Đéo yêu. Mày ăn ngủ mà. Đẹp. Đâu rồi? Đấy. Đây là đâu? Đây, đéo hiểu. Đây. Đéo. Nhìn tên đi. Đi ra chỗ tôi, nó bảo đi theo tôi mà. Bây giờ mình phải quay lại. Ôi, cái hàng bán đồ này. Đâu? Quần kim cương, ôi. Đâu? Quần kim cương mất bao nhiêu tiền? Quần kim cương mất 20 sao thôi. Lại vãi cả 20 sao ạ, giết nó ngay tại bãi giờ này. 20 sao ạ. Thôi giết biến à? Đi, kệ cha đó. Cho nó ở trên dưới hang này đến hết rồi đi. Đi theo tôi. Mình phải đi ra khỏi cái hang ghẻ này thôi. Kiếm cái hang xịn. Đây, đường ngay rồi. Nghe nghe. Đây này. Nhanh lên. Ui đi bè con bot 14. Đâu? Trời. Chết đánh. Xuống game này được cái chết không đồ. Cái này giống chỗ lúc nãy nhỉ? Mà mắc tiền. Ừ, chỗ này chỗ lúc nãy mà. Có đối nó. Đối nào? Ôi giời. Giết nó đi, ông có kiếm mà. Chết à. Ui đi bè nó bắn. Xuống đây. À đây, đây là cái chỗ dưới cùng của thế giới rồi. Đây, đi lên đây, đi sang. Anh xếp để nén, con này BK dễ mà. Đi sang đây. Ở gần phun lửa, bấm xếp để nén. Đấy, cái hang này là cái hang dụ đồ. Cái hang cho cùi lắm. Cái hang này lúc ấy mình đã đi hết đâu. Còn bao lối mình chưa đi cơ. Tại ông chết này là mới đi lại chứ. Ông xin đây nè. Dạ, yeah, anh Hải em rồi. Ôi cái đi con biển xuôi. Trời ơi, mình đang đứng gần cái bể dung nham mà con nó phi cái tí thôi dưới. Giật bắn cả mình. Ui, mẹ cha ơi. Dạ, nó chết trong con lỗ ạ. Nguy hiểm vãi lè ạ. Ông biết lúc ấy tôi đang đứng ở đây có thằng cái thằng phi giáo đứng sau nó phi phát tôi rớt ngay tí rơi dưới. Nguy hiểm vãi. Đi mắt khác chân. Đi thế giới khác. Rồi bây giờ nghe lời tôi chưa? Đi map bên đây rồi. Chưa có vàng cái kìa. Tí ngã. Ôi thang nhóc luôn. Không có gì mà nguy hiểm ở đây cả. Rồi sang map đây rồi xe đi. Sáng mắt đây là xe nhá. Đi đây. Ấn vào cái quả cầu trái đất để sang bên thế giới kia. Thằng phù thủy đằng sau kìa. Phù thủy nào? Thằng ấy thằng dân hoàng. Vàng này. Come up in the mall. Thằng mặt vào phi giáo. Đẩy mẹ xuống dung nham cho mày xuống dung nham. Chết đi. Ở nhà tao không giết mày đâu. Tôi có linh cảm là sau cái đống này sẽ có kim cương. Thôi về nhà đây mấy anh. Đừng có đứng dưới đấy. Đéo có gì không ạ? Up đây là xe lắm. Ôi kìa. Đi. Đi. Ông nào đẩy tôi đi. Đẩy thế nào được?
Thế chưa? Bây giờ tiếp tục ở mức 1 sao. Ok, cái gì thế này? Đổ nước ra. Ok. Địt mày. Tí đéo hiểu sao mày cứ bị đấy ấn ra ngoài màn hình ạ. Tí thì chết ạ. Hay là mình có bật tử. Cái đéo này sao nút của tôi nó cứ tự di chuyển này. Mẹ. Nghiệp nào ngu vãi. Tí mình chết. Thế rồi cửa đơn này. Mất mẹ một thầy ha. Mất mẹ một sao. Mình chơi mình chịu thề. Há nghĩ rồi đạo ơi. Ông làm cái trò gì đấy, đã bảo đừng có xây. Đéo biết kiếm đâu, mấy ông kia thì đéo chịu vào. Bên này có ấy này. Đây một đống vàng vậy vẫn. Bên này cũng có vàng. Thôi tôi nghĩ nên đổ nước đi ông, đừng có mà chơi trò dở hơi đấy nữa. Ô đi cái gì đấy, mẹ tí chết. Yên tâm có nước mà. Ô một đống vàng ạ, nhiều lắm. Thôi vãi. Cắm đuốc lên. Tôi đang cắm đuốc khắp nơi đây. Đổ đuốc. Đổ nước đây, đấy thôi. Ui. Mình đi hết cả cái bể giống nhà rồi không ạ? Đáng ra là có mấy viên kim cương ấy nó tất cả lại ông Huy Anh làm mất hết. Khổ vãi. Bao nhiêu kim cương ạ? À? Mập cát đi. Ô cái gì ấy ông ơi? Cái gì? À cái đấy là một cái hòm chứa đồ. Cái gì ấy? Ui. What the fuck? Ô cái gì đấy? Ui đạo ơi. Ông vừa làm cái trò gì đấy? Con mấy con gì không mày? Con đây là con phù thủy ấy, con đây không đánh đâu, con đây khỏe lắm. Đừng có dây nó. Đừng nhìn mắt nó, con đây giống kiểu Enderman ấy. Cái gì? Thằng này bán cái gì đấy? Ờ. Con mèo ạ. À. Thôi đi ra này đi, bỏ trên đây không có gì đâu. Mày gọi ra đấy. Con này bán nước đây. Để mang nó về. Bách bách phun ạ. Tôi muốn ra đánh con kia quá. Đấy có gì? Phá cái giường của ông Mạnh. Phù thủy. Ông đừng có phá nha. Thôi. Yeah. Anh đem con mèo bắn nước về. Ok. Đéo có gì cả. Đéo có kim cương. Nhặt nước rồi xèo nó về. Kim cương. Bên này đi hết chưa? Không biết. Ui có đối. Đào ơi sang đây đi ải đi. Nghĩ là lì với bố mày à. Sang chỗ đó là đi vào ải ấy. Cái gì ấy? Ui giời. Nghĩ là lì với bố mày ấy. Còn nhiều máu không? Ông tôi chuẩn à. Đi một mình phụ thủy ổn. Đạt thân đây. Con này khỏe à. Không gì mắt nó không đánh mình đâu. Đừng gì mắt nó là được. Tôi đánh nó thì nó có đánh tôi ấy. Có đấy. Để xuống dung nham được không? Không, nó biết mày. Sang đây. Đi ngay. Đi chơi. Ra đây ông ơi. Cái gì đấy? Ông mày. À tôi dội nó sợ nước. Tôi dội nước vào người nó bay mất. À đứa. Enderman à? Ừ. Thôi. Dội đi. Nó bay mất thôi chứ nó chẳng làm gì cả. Nó chẳng sao. Thế mình cứ bao bọc quanh người mình là nước là nó không đánh được cái gì. Ý quỳ. Thế mình không đánh nó. Ý quỳ vô cực. I quỳ. Đừng chạy ra xa tôi. Rồi xong một phát chết luôn. Cái tội nhờn. Đây. Nước không chơi được với nó đâu. Nó đánh một cái chết luôn đấy. Không làm gì được nó cả. Không giết nó đâu. Ui. Ông không có giáp. Nó đánh cho một cái chết. Đừng có phí mạng nữa. Không hiểu. Rồi thì đánh Enderman. Không có một tí giáp thì trên người thì đánh Enderman nó tát rồi. Đánh Enderman trong Minecraft dễ vậy trưởng. Dễ cất đấy, vẫn phải có giáp, không có giáp đập cho giáp người. Nước đâu, đập đất. Đập đất thì đập sắt. Tôi kiếm một đống sắt này. Đào ơi. Cái gì? Điện tay đào với đang cái bị ải ai? Tôi không chơi. Kim cương. Không chơi gì?
Tôi không đánh ai. Rồi nó đi một mình vậy. Hai ốc ca đi đầu bỏ bi an. Đạt ơi, sân đây đi cùng đi. Đâu chúng tôi chưa? Khoái quá. Chưa làm gì có. Để đánh đi, để con tôi vào đi. Ông nhanh nhỉ, chắc để mai cũng không tải xong. Ôi slime nhóc nè, giấc tối nó spam ra nhóc luôn. Anh về đây mà farm nước. Thôi tôi lấy gạch đỏ này, gạch này nhìn đẹp thế. Đéo có gì không ạ? Mẹ, đéo gì gạch đập mãi không ra. Cẩn thận đấy, rồi đây là con dung nham đấy, cẩn thận nó chảy vào đầu bây giờ. Đéo hiểu ạ. Có. Cái chỗ này là cái chỗ mà vừa mới có dung nham, ở đấy xong ông đào tiếp nó vẫn còn là có. Không đóng cái chỗ đéo lên đi. Thế mà kêu bảo chứ. 300 giây là mấy phút ta? 300 giây. Bây giờ quay lại cái đống kia hay là đi tiếp đây? Ông nhìn đằng kia có gì không? 300 giây là mấy phút? 300 giây. 300 giây. 60. 65. Đằng sau mình đang có cả một tập đoàn đang đi tới đây không ạ? Rác cái này 5 phút rồi. Cả một tập đoàn đang hướng về đây không ạ? Rồi, đã vào ải rồi, bác cuộc phải đi rồi. Được. Ui. Không bố một con nữa, tập đoàn. Kìa, Enderman mới cả Creeper mới cả con phi giáo đang chơi kìa. Đâu. Đây tôi đang có một cái cách để giết thằng này. Đang định chơi kiểu để cho nó giết nhau ạ. À để ném vào nhau thì. Ui tiếng gì tiếng. Ăn, tôi tính tôi ăn. Trước này không à? Hướng này cho đi này. Hướng ai chưa đi không ai? Ui hướng ai có vàng không ai? Ui một đống ngọc bảo. Từ từ nhá, đừng cẩn thận, cẩn thận dưới có lung nham ấy. Có thể đấy. Không có đâu, vãi vậy. Cho tôi đào với, tôi cũng muốn lên cấp. Đâu? Hẹp trái gì? Hẹp dài mà. Dài. Rồi em trang bị vũ khí. Có đúng vàng không ạ? Ngon. Đâu? Đâu cẩn thận đấy. Đây là không nhám chạy vào đầu cho bên đây là đây đảo ghế hòn đảo thứ hai ấy, trái đất thứ hai ấy. Riêng thủ Minecraft kỳ cựu trái rơi dung nham trước nhà. Vào cái trái đất thứ hai. Chọn tôi tìm cậu á. Mẹ cái gì? Không đâu á. Đây mày. Đây đây tôi tìm được cái hầm ông ơi, đang dừng. Cái gì? Đâu? Cái đang dừng này. Ố ngon. Vào thử xem nào. Nó chỗ spam quái này, giết nó nhanh. Spam kinh nghiệm thôi. Đừng có đập. Spam kinh nghiệm à. Ui giời, đéo. Cái gì ấy? Có một viên ngọc. Đưa cái kẹo cho tôi. Sắt này. Lấy luôn đi Dương về. Làm gì tội tình gì. Ồ. Oh, đăng dần ạ. Lấy cái dương thì phải ông ấy lấy dây rìu ông chặt tay đập móc đồ rìu à đây đâu hết rồi đâu quái đâu đéo có viên kim cương ở đó nhở đéo hiểu sao tất cả tại ông Huy Anh bao nhiêu kim cương tìm được ai lấy khó quá đi vào đây chờ giữa đây. Giỏi đéo chịu được bao nhiêu viên cương mất hết. Ôi. Nó cho em mấy cục gì nè chán lắm. Cầm kim cương thì nó thích đi thể hiện. Không cần đổ nước đi qua dung nham. Cuối cùng chết sắp mà lò. Đâu? Ôi, tôi nhặt được ô đi nước không ơi. Nó trên đây là anh đang sử dụng nước tôi đổ vào cho ông ấy. Tưởng sao chứ một cái. Để chẳng may ông có dính dung nham thì ông không bị chết. Cần dưới này chỗ nào cũng có thể có dung nham cả. Cái này, cái này. Vỡ cuốc rồi. Đang xử thôi. Ô, mở chỗ đường mới không mày? Đường mới. Ở đâu? Đâu ra? Ui dồi ôi, vãi. Dung nham không ạ? Bên này chưa, đâu, dung nham đâu.
đây đây dung nham sẽ có đường này, ở dưới dung nham sẽ có đường, xuống đây. Đấy, vào đi. Kẹt mẹ rồi, chết. Đi ra, okay, tôi xong rồi, đi vào trong rồi. Chết á, chết á, để tôi đi trước. Đang rồi. Đào cái đường, không đào nó rộng rộng rồi. Đây vào đây, vào đây, vào đây. Quốc sắp hỏng thì đào như thế. Cái gì đấy, đâu dung nham đâu, đừng có đẩy. Đừng có đẩy. Rồi đi thôi. Rồi đem đem vàng. Chú ơi, tôi nghĩ là đâu có đường nào đâu. Đâu đâu. Đấy. Thoát đi, thoát ra chỗ teleport. Từ từ. Anh đây không biết thời gian rồi. Teleport hả? Ừ. Đâu bên trên đó. Không biết thời gian rồi. Đâu đâu đâu. Bên này. Lấy chỗ cho mình đứng á. Okay. Tránh ra nào. Tránh ra là ông đứng ở đây tôi không có chỗ tôi đổ nước. À đứng sau lưng em đây để em bảo vệ anh. Tôi không nghĩ ở đây nó có cái đéo gì đâu mà. Ui 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 trời. Cái gì đây? Đéo hiểu ạ. Vừa đào. Vừa đào dưới chân. Vừa đào dưới chân. Mấy ông boss này yếu mà. Làm cái ấy là đéo lấp gì. Cứ con đường là ông lại lấp mẹ hết. Cái đấy. À lạc. Lấp cái gì. Ui, tôi có một tuyệt chiêu vãi nái không ạ? Ông nhìn tôi nè. Không em nhìn tôi nè. Rồi. Rồi đi về. Sao? À, giữ cái gì, giữ cái gì. Khổ. Hiểu qua bản hả? Về. Nhanh. Cái này gọi là bí thuật đấy. Về đây, về đây. Gãy mẹ, gãy cuốc không ơi? Xin cái cuốc. Chưa đi, chưa đi, đi chưa đi. Xin cuốc. Hết thời gian cơ. Đi sang đi. Trái nha. Ông nhìn xem tôi còn cuốc. Xin cuốc. Rồi tí gỗ cũng được. Đây tôi cho ông cái cuốc. Tí đi bên trái nha. Kìa. Ok. Còn mỗi ra bên trái không? Mình cũng phải tiếp kiệm cuốc này, mình cũng hết cuốc này. Tôi thấy đéo có cái hy vọng gì dưới này, mình cứ đào tiếp này, đéo đi đâu cả. Ơ, cậu vàng à? Tôi nói không có gì à? Thấy chưa? Từ từ nha. Kiên trì là... Vẫn có dung nham quanh. Ui, nó nhiều lắm, nhiều lắm. Từ từ. Thời gian mẹ rồi. Nhiều lắm. Dung nham ngay bên cạnh ông ấy, đi cẩn thận. Xét thời gian. Vèo. Ui, nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Bảo rồi. Này. Nhiều lắm. Thoải mái đi. Ui. Ông kia vào đi tiếp đây. Lại. Đây đồ thôi. Vào đây mua đồ cả. Con mèo này bán mana đâu phải bán ấy đâu. Không, con mèo anh lấy rồi. Mèo lấy rồi, mèo lấy rồi. Dạ thôi. Ok ok ok. Mày là gì? Đừng đào ở dưới đấy, lung đang có thể ở mặt. Giáp rồi. Đào quanh khu vực dung nham có nhiều đồ này. Ở đấy lại quặng đá này. Đây này, đào nó phải đào cái hướng. Ui. Mẹ. Hướng có thể đi, ông đứng ở đấy chúng ta mới trẻ mặt, đừng có đào bên dưới đấy. Anh đào ngang tầm chung ngang mày thôi, đéo. Đào ngang tầm dung nham này thôi, đừng có đào dưới dung nham, nó trẻ mặt. Đéo hiểu. Trời, thế mà ông kêu kì kìu Minecraft, đéo hiểu. Minecraft luôn, nhưng mà không có cái CD vô lý. Chả có một cái gì cả, tôi chưa thấy một cái gì khác Minecraft ở đây cả. Chỉ có ông gà thôi. Thôi đi về. Mua đồ đâu chưa? Còn lấy con mèo này không? Ui, dùng chiêu vừa tốn chết. Tốn mà, đừng có dùng nữa. Không cho. Nào bình thường thôi. Về trước ạ. À, nó không cho thật. Tôi nghĩ là nó hết rồi, chả còn đéo đâu mà. Mình gọi khỏi là mấy cái này mất chứ không phải. Đào bao nhiêu rồi, hết mẹ xuống. Nó giữ cho lần sau. Mất mà. À mất chứ. Hết mẹ đến nơi thì... rồi ông ơi. Ui ui rồi. Đương nhiên mất rồi, lần sau đi phải kiếm lại. Đấy, có đường lên gì? Chưa gì thấy to tướng này. Đường thì to tướng. Mù à, đường này mà to cái này. Đặt trở về đây, đi về thôi. Yeah. Rồi tôi hỏng cái cuốc rồi. Ô kim cương đấy rồi. Đấy chưa, đã bảo rồi. Lần này để tôi cầm, ông đừng có vào. Về đi.
đừng có đẩy tôi ngã bây giờ, đéo hiểu ạ. Nước có không dùng. Đang đào dùng sao được. Đã đến lúc mình xây nhà ở thành phố mới rồi. Ôi đứng ra ngoài, đừng có đứng ở đấy, dùng làm nó chảy vào người, nó bảo bao luôn. Ơ còn kim cương, con kim cương ở dưới. Tới đâu, chỗ nào? Ông đập vào tôi cục đá đấy. Tránh em nào. Cái gì nhở? Kìa nó chảy kìa, nó chảy kìa. Đi. Đâu mà kim cương ở dưới đâu? Ở dưới có. Dưới đâu? Nhưng mà cứ bị cái cục hắc diện thạch của ông nó chèn lại, khổ. Thôi đừng dùng nước nữa, nó cứ tạo ra hắc diện thạch khó chịu. Không sao đâu, hắc diện thạch thì nó... Ôi gì? Ôi con mẹ. Ôi dồi ôi, may quá. May quá, để đổ nó kịp ạ. Đạo ơi. Đạo. Ông ơi, anh ơi, bóp phải đây rồi. Đéo hiểu rồi, ông ơi. Bóp thì cứ gọi là ở cái tầm. Vãi đai, linh hồn. Mấy giờ mình nhanh tay. Tạp nữ. Đừng có đập kiểu đấy nữa. Bầu dung nham ở chỗ nào? Ông chỉ cho tôi. Có xẻo đập. Đập chỗ này. Ở nhà anh có mảnh nước vậy. Chỉ cho tôi. Có xẻo đập chỗ này cái. Ra đây em mua. Em mua thuốc nổ. Thế cái kim cương gì đấy ở chỗ nào? Góc dưới này. Đạo ơi, có con này mảnh nước này ra đây mà mua. Dưới nào? Dưới dung nham á. Ừ. Dưới dung nham ở góc nào cơ? Ở ngoài này đi. Dưới chỗ ông đứng ấy. Hình như thế. Hình như đấy, thế đéo nó cứ nó đang phận bị thì lại bị hắc diện thạch của ông á mẹ từng. Thế nó ở dưới cái dốc dung nham ấy gì? Không chắc không? À sát này không. Sát này. Được đồ đã. Sát lắm. Dưới cái đắp hắc diện thạch này thì cũng chỉ có dung nham thôi chứ làm gì có cái gì, ông đừng điêu toa. Điêu vãi thật. Ôi đi con mẹ. Dạ cái qua phá nhà anh Đạo rồi. Ở cạnh nhà. Tình hình là tôi hết đuốc rồi ông ạ, thôi đi lên đi, mình cũng kiếm được khá khá rồi. Con này hả? Ôi dồi ôi. Đừng có đẩy. Ra. Rồi lên đi, giờ chả biết lên nào cả. Để bán nhiều rồi nha. Chát. Tôi hết đuốc rồi nè. Bình thường nước có thì dục cho khi cái này bán giá 2.000. Thế cũng được rồi. Tôi hướng này chưa đi này. Đồng thế. Hướng này mình còn chưa đi một tí gì luôn này. 2 đồng. Chế được 15 cái hả? Ui vãi, tôi nghi xong bức tường này có cái gì. À là anh qua đây mua thuốc nổ à, đi không. Qua phá nhà anh Đạo. Đó đi. Tôi nghĩ trên cái lớp than này có gì. Đéo có gì. Đạo đâu. Hổ thần đạo. Vâng, đéo có gì thật. Ủa, lắm thế. Đạo tiêu rồi. Ôi, tôi hết cả quốc rồi, không có tí quốc rồi. Chả có gì cả. Đi, về đi. Ui phá đồ quanh. Ui. Lên đấy trên đấy đục ạ. Ui nhiều được. Khoa chiến trên đường đi. Trời, không bật quạt thì nóng, bật quạt thì lạnh. Thôi đi lên thôi, bây giờ kiếm đường đi lên, ốc đâu rồi? Ê. Cho anh ba giây đi, hối lỗi. Không đâu rồi. Trời. Đang móc lốt bọn đánh ông. Đi đứng đứng đục. Té khỏi đây thôi. Theo tôi. Đi theo tôi. Ông có biết một cái mẹo rất là hay ở trong con game những con game này không? Muốn gọi là nhớ đường ở dưới hang ấy. Ok. Có một cái cách. Đấy là đặt cái gì? Đâu rồi? Đi hướng này! Theo tôi! Anh Đạo! Có một cái cách. Có một cái mèo. Đập đuốc cái gì? Đập đuốc một bên. Chỉ đập đuốc một bên thôi. Từ lúc vào đến giờ tôi chỉ đập đuốc bên phải thôi. Nên bây giờ đi ra cứ nhìn đuốc bên trái, cái là đường đúng. Bước ra.
cứ nhìn cái đuốc bên trái có nghĩa là đường ngay đường ra. Đây, đường ra rồi. Đường ra rồi. Ông chỉ đặt đúc một bên thôi thì sẽ không bao giờ bị lạc, bởi vì ông cứ nhìn thấy đúc bên trái, ông ví dụ ông chỉ đặt đúc bên phải thôi thì chỉ cứ nhìn đúc bên phải. Đây. Ông nhìn thấy những cái lối rẽ, tôi đặt một cái cục đất ở đây nghĩa là đây là lối rẽ. Rồi tôi đặt một cái đúc ở đây nghĩa là đất này đây kéo hiểu. Đặt cái đúc ở đây nghĩa là đường này đường về. Đặt đúc lại cho tôi. Sao ngoài tạo? Đặt đúc lại. Để đánh dấu đường. Đây đặt bên này. Đây này em đắp bên đấy đào ơi đầy bơi xong rồi anh không biết thêm một cái game khủng kỳ kỵ của những cái mèo đây để sinh tồn không biết tí gì game thủ kỳ cựu gì mà gà nó chịu được game thủ kỳ cựu người ta phá em đảo Minecraft trong vòng 7 phút ạ. 7 phút đấy là thằng chơi bẩn chơi thế giới tự tạo. Ui. Xong cái bây giờ đường ra là đường nào à, không phải đường đấy không ai đường ra không phải đường đấy đâu đi đâu đây kéo thử không biết đường mà chạy băng 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 kéo tôi kiếm ông đâu đi cầm cái chày ông đánh kiếm cái gì kiếm này cái gì ông cầm cái cục thịt kia gì kéo đi pe chú còn đồ ăn không còn đồ không có đồ ăn thì đưa tôi vứt cho Ui, nhảy sang em đi. Ra đây. Đây những cái đố mà tôi cắm đúc thẳng này nghĩa là đường lên. Cứ nhìn thấy chỗ tôi cắm đúc thẳng nghĩa là đường lên. Đẹp mà. Đẹp kìa. Đấy là cái cách đánh dấu. Anh Hoàng một cục. Lùi lại một tí. Đấy là cái cách đánh dấu đường ở trong giới hàng ở trong những con game như Minecraft. Chướng. Cứ đúc bên cắm đúc một bên. À. Lúc ra thì sẽ đi theo hướng ngược lại. Ôi trời ơi, con lì nó đứng ngay trước cửa ông ấy làm nào giờ? À lấy nước, nước rửa đi. Đánh nó. Đánh cứt được nó ấy. Ôi vãi. Ôi thông ra cái hang này ạ. Đúng là dân Pờ Dô đi chỉ đường cho ông. Xếp à? Đúng không? Tôi vừa thấy. Xếp đi, làm điếu đâu có xếp. Vậy gì? Game này đâu có xếp không? Ngáo à? Ăn đi vậy. Ai biết? Em có làm gì không? Về nhà làm tí thì được đói cái nhà hôm nay đặt lại đường đi trên bản đồ nó có cái hình cái cánh này là nhà đấy tường đẹp đừng phá nữa họ ra đi đi nhà ơi tôi về đây rửa đi chú cái đéo mà chú rửa nhà đi về nhà rồi cái gì đấy ông Khang đâu rồi về nhà sao đường đâu đường đây đấy tôi đây em đâu có lấy đâu tôi đi đường bơi cho xưa. Chắc là còn nước ở đây nữa đường đâu vậy? Cho đun hai cục vàng trong đấy đấy. Đường đây. Cả buổi đi kiếm mỗi viên kim cương đáng ra là 400 viên đấy. Tất cả tại Huy Anh ba viên đáng ra 3 viên nhưng mà chỉ vì ông Huy Anh nên giờ nó chỉ có 1 viên. Theo tích lắm đá trong này thế không vứt mẹ bớt đi. Cá nướng ngon phết. Bóng mạnh cứ chê. Cá nó lặn nó khó tìm mà nó lâu. Cá nó vừa khó săn mà nó vừa nghĩ sao vậy? Cá ngon chứ. Cái cất gì này ông Huy Anh? Trang trí. Đéo hiểu. Trang trí cứ đéo gì vậy? Đẹp phết. Có dây điện này, đéo biết dây điện này là gì nhỉ? Trang trí.
Ông định làm gì? Định làm gì? Chưa thấy cái dây điện nào nắm ngu như dây điện game này. Gì hài vậy? Ông biết cái đống cửa ấy, ông tôi dùng làm gì không? Tôi cho trong nò tôi nung không ạ? Ông tháo nữa. Than đen làm gì ấy? Than đen để đốt lò để nằm đuốc, nếu hiểu còn hỏi than để làm gì ạ? Đâu đỡ được. Tạo ai ra đây? Ra đây. Ra đây xem này anh. Tạo ra đây. Toàn tôi. Ra đây tôi cho xem cái này anh. Đấy. Không mắc lừa đâu. Đi thằng này tôi cho xem cái này hay cực.